Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm buôn lậu ma túy, gian lận thương mại có nhiều diễn biến khó lường với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp và ngày càng khôn khéo hơn. Bởi vậy, trong thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Trị luôn chủ động phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống tội phạm nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu ma túy và gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước, nhất là ngay tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Thực hiện kế hoạch số 27 ngày 25 tháng 1 năm 2019 của Tổng cục Hải quan về công tác kiểm soát hải quan năm 2019, ngành hải quan tỉnh Quảng Trị đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu và địa bàn nhằm phát hiện, bắt giữ hàng hóa xuất nhập lậu qua biên giới. Trong đó chú ý đến hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc làm ảnh hưởng đến thị trường và người tiêu dùng. Đồng thời duy trì thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa các ngành, công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường và các lực lượng liên quan khác trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý vi phạm. Trong 8 tháng đầu năm 2018-19, thì cơ quan hải quan đã phát hiện và xử lý 354 vụ buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép, trị giá hàng phạm pháp thu giữ hơn 4,5 tỷ đồng. Và trong đó đáng chú ý là có 3 vụ cơ quan hải quan phát hiện các cái thủ đoạn gian lận thương mại trong khai báo và xuất khẩu hàng hóa, khai khống về tỷ giá hàng hóa để gian lận trong hoàn thuế VAT. Cơ quan hải quan cũng đã thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, tập trung lực lượng kiểm soát các cái địa bàn trọng yếu tại các cái thời điểm mà có tính chất là nhạy cảm, như là thời điểm giao mùa vào mùa hè thì các đối tượng thường tập trung vào các cái mặt hàng có tính chất thời vụ. Trong 8 tháng đầu năm thì công tác phối hợp chống buôn lậu trên địa bàn giữa cơ quan hải quan và các lực lượng chức năng đã được triển khai. Tuy nhiên, cái hiệu quả công tác phối hợp vẫn chưa thực sự đạt được cái mong muốn, yêu cầu đề ra. Các cái lực lượng chưa có được một cái chuyên án chung hoặc là một kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu chung đối với một số cái đối tượng, địa bàn, vụ việc cụ thể. Để làm tốt việc này, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các chi cục hải quan cửa khẩu và đội kiểm soát hải quan tăng cường tuần tra kiểm soát công khai và bí mật trên các tuyến biên giới trong địa bàn quản lý, đồng thời lập kế hoạch phối hợp tuần tra kiểm soát với các lực lượng như đồn biên phòng cửa khẩu, công an các huyện, thị xã, thành phố, công an xã, phường, thị trấn tại các địa bàn trọng điểm để ngăn chặn bắt giữ đối tượng mua bán vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, các loại ma túy qua biên giới. Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị còn chỉ đạo các đội kiểm soát phòng chống ma túy, đội kiểm soát hải quan và chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tạm nhập, tài xuất, trung chuyển, quá cảnh. Hàng ngày, đơn vị sử dụng chóng nghiệp vụ và các trang thiết bị chuyên dùng vào công tác kiểm tra các phương tiện qua lại biên giới, đồng thời tập trung thu thập, phân tích thông tin, điều tra cơ bản, sâu tra, xác minh các đối tượng liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, cửa khẩu để chủ động xác lập chuyên án bắt giữ. Chi cục cũng đã đánh giá được tình hình, đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để kịp thời ngăn chặn một số cái hoạt động buôn lậu qua lại cửa khẩu La Bảo và hai bên cảnh giao cửa khẩu. Và đặc biệt là chúng tôi đã triển khai các cái kế hoạch, các cái chỉ đạo của cấp trên, rồi quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ cái cảnh giác luôn sẵn sàng, rồi làm triển khai các cái kế hoạch tuần tra kiểm soát hàng tuần, hàng tháng, rồi là đặc biệt là trong công tác phối hợp trong và ngoài ngành thì cũng có sự chỉ đạo của trên để phối hợp cho nó đồng bộ. Bởi sự nỗ lực của cán bộ toàn ngành nên từ đầu năm đến nay, riêng đội kiểm soát hải quan đã đấu tranh bắt giữ 133 vụ với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng,
trong đó các mặt hàng bị bắt giữ chủ yếu là bia, rượu, thuốc lá, đồ điện tử. Có được kết quả đó đòi hỏi sự nỗ lực từ phía ngành hải quan cũng như sự phối hợp của các ngành. Tuy nhiên, về một địa bàn tương đối phức tạp của hai huyện Hướng Hóa và Đắk Rông, bên cạnh đó có sự giúp sức của người dân nên đã tiếp tay cho những đối tượng buôn lậu, gây không ít khó khăn cho lực lượng hải quan khi làm nhiệm vụ. Đầu tiên và lớn nhất mà được chúng tôi quan tâm là đó là về lực lượng hiện nay rất là mỏng, biên chế thì chưa đảm bảo quân số so với cái địa bàn hoạt động của cục hải quan Thường Trị nói chung và của đội kiểm soát hải quan nói riêng. Cái thứ hai là nhân dân ở khu vực biên giới thì phần lớn là đời sống là khó khăn, công an việc làm thì thiếu, cho nên là đa số là cũng là tiếp tay rồi là giúp sức cho các đối tượng chống buôn lậu, cho nên là lực lượng hải quan là rất là khó làm việc. Ở cái chỗ là những người là đối tượng là thuê những người dân mà không có công an việc làm theo dõi cái lực lượng hải quan để báo cho chúng biết cái chính sách đối phó. Trong tình hình hiện nay, tội phạm về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi và gắn với tệ nạn tham nhũng, làm thất thu ngân sách, thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, trong thời gian tới, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị tăng cường công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đặc biệt là đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra để phát hiện, phòng ngừa vi phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong thời gian từ nay đến cuối năm 2019, cơ quan hải quan xác định là thời điểm cao điểm các đối tượng buôn lậu để mua bán, vận chuyển trái phép các cái loại hàng hóa tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán. Vì vậy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch đấu tranh cao điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và dự kiến sẽ triển khai trong tháng 11, bắt đầu từ tháng 11 là tháng cao điểm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, nhất là Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Trị trong việc kiểm soát, chốt chặn các cái địa điểm mà đối tượng buôn lậu có thể lợi dụng để mua bán vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đó là khu vực hai bên cánh ga cửa khẩu Lao Bảo, dọc tuyến sông Sepol và trên tuyến đường chính. Những tháng cuối năm cũng là lúc các đối tượng phạm tội với các hình thức tinh vi, gian xảo hơn, nhưng với sự nỗ lực của lực lượng trong ngành hải quan, chúng tôi tin tưởng rằng Hải quan Quảng Trị từng bước khẳng định vai trò của mình trong việc đấu tranh với các loại tội phạm ma túy và gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả cao. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tại xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải. Mục phổ biến văn bản pháp luật kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những thay đổi từ hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Theo đó, thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tại xuất thực hiện theo quy định tại thông tư 38/2015 sửa đổi bổ sung tại thông tư 39/2018 của Bộ Tài chính. Về giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tại xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo công văn 4633 ngày 7 tháng 8 năm 2018. Cụ thể, về địa điểm sang tải hàng hóa kinh doanh tạm nhập tại xuất, căn cứ khoản 5 điều 82 thông tư 38/2015 được sửa đổi bổ sung tài khoản 56 điều 1 thông tư 39/2018, quy định hàng hóa kinh doanh tạm nhập tại xuất được thực hiện sang tải hàng hóa tại các địa điểm sau đây. Khu vực chịu sự giám sát hải quan tại cửa khẩu, cảng xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa hoặc kho ngoại quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu xuất. Kho bãi của thương nhân đã được Bộ Công Thương cấp mã số kinh doanh tạm nhập tại xuất, các địa điểm thông quan, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu ở biên giới. Công văn cũng hướng dẫn giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tại xuất thực hiện theo quy định tài khoản 6 điều 82 thông tư 38/2015.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tài chính kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.